Xin chào tất cả các bạn, clip buổi sáng này nha. Giấc này khoảng 5 giờ các bạn ơi. Hai anh em mình đi cuốn vẫy. Cũng chưa có sáng hùng nên là cái cuốn cái đầu tiên cũng dính nè các bạn ơi. Tối thì clip tối đó. Bạn xem bạn biết nó hơi thắt quá các bạn ơi. Về cần được ký gửi chục 2,2 kg 2,1 kg trừ bì 600 g còn khoảng ký gửi chục sáng nay thắt nữa quá tối này chứ không dính thường sáng hay thắt hai cái đầu tiên không dính nha các bạn thôi để không làm mất thời gian các bạn cái nào dính bấm máy cho bạn xem cái này cái thứ ba các bạn ơi dính đường con bạn ơi nhỏ bị còn em bé đánh nó bảy cái xăng cái này không dính luôn bạn ơi bốn con được bốn cái đường con một chừng bốn cái đường con một thôi mình đi không bảy cái xăng cái đầu tiên trong cái bài này dính bạn ơi một con nữa nha một con thứ hai giọng đi buổi sáng này rồi sao bài này thì 8 cái hôm nữa còn nào cánh bảy theo dính bấm máy rồi sao cái này cũng trời cũng còn tối quá anh mình đi không mình đi trước rồi mấy 5 giờ còn tối rồi. Cái này nó vô nó ăn chuối không dính rồi này có dính 5 cái rồi không dính bạn ơi cái này cái thứ sáu cái này bấm máy lên là dính cái thứ sáu các bạn trời trời chuột bự mà móc đất vô lợp nè thọt cái bớt cái sách nặng quá rồi ơi thọt nó bớt rồi nó còn chạy trên cây sạch sạch xuống nữa kìa nó không chịu vô lợp cái này xưa thứ sáu rồi hai cái này đâu thứ bảy hay thứ sáu không biết còn cắt hai cái nữa rồi hai cái nữa đánh mà luôn để lặt cái ông đi nữa so mấy cái hai cái nữa bạn ơi thằng sáu cái dính được hai con cái này cái cuối bạn ơi rồi cái cuối không dính nha bạn hy vọng sáng nay dính 11, 12 con bằng hôm cũng được 3 kg cũng được giác giác cái mèo quá rồi bạn ơi rồi thôi phía bờ bên kia bên đây là 8 cái với xong 4 cái là 12 cái còn lại 23 cái nha các bạn trên này tối dính nè này tối dính sáng nay tiếp tục dính các bạn giờ mấy cái trong nhà tối như vậy bạn tối dính người rồi nhờ mấy cái này tối nha cứu giấc hả đây nhà đi ngang đi ngược lại bên kia để mình dễ chỗ ở đi mấy tình đang cái này tối dính nè bạn nhờ nghe mấy cái cứu thì tối nó vớt rồi cậu đi ngang lên thì thổi nó dính ba cái con sáng là dính ba cái hai con mà ăn cơm cho bự nè là người bự xong hết rồi đóng dính nha bạn ba cái này tối dính ba con sáng ba cái dính hai con
anh hai đi tới để em đi trả lại đi hả? Đem máy lọc qua hả? Rồi thôi đến bãi xem bấm máy bạn xem nè. Giật bà anh đây tới nó thấp quá bạn. Giật bà chăm lên nè. Con nữa nha các bạn. Giật bờ chanh nè. Một con nữa. Sịn quá lặng lắm. Trời mưa nó vô sịn quá, sắc nặng quá. Móc sịn. Đó, vô phương là vô lấy được. Rồi, đến đây bấy cái xem nè. Bây giờ ông bờ lên đây sáng nó cứu vớt rồi. Tối không thắt quá trời. Mười mấy hai chục cái liên tiếp không dính. Trời cũng gần gần sáng rồi nè nha các bạn. À, tới sân này. Nó dính đây. À, không dính bạn ơi. Chạy ra tới sân với sạch thôi. Đi luôn mấy cái đó dính luôn bạn. Nhưng khúc này tối thắt quá trời thắt. Chứ gì chắc về tấn kết tối với sáng này các bạn xem. Tối cũng dính, sáng cũng dính các bạn ơi. Khúc này tối thắt quá trời thắt. Chân này bà chanh của chú ở sớm không dính nè. Bây giờ mới có con một bốn cái bây giờ đâu nha. Bây giờ 2 4 6 cái à, cái thứ 7 dính nè các bạn. Cái này đặt cũng vô tới trong ổ nó trong á. Cái vậy dính đường con nè. Mười cái mà mới có 20 nè các bạn ơi. Sáng nay thắt nữa rồi. Một ngày đặt 70 thật là kinh hoàng. Thảm bại luôn. Trời sáng rồi nha các bạn ơi. Quá trời chưa mưa kìa. Ồ, đang cảnh dân kìa. Ôi, xôm xôm về các bạn ơi, quá trời chưa mưa kìa. Thắt nữa không dính nha. Lên 7 giờ nó hơi cực mà không dính nha. Tiếp tục là không dính nha các bạn ơi. 9 cái hả, còn cái nữa mà. Mình nhớ hết hả vậy? Còn 9 cái hả? Để hơi vô đếm lại, chứ giờ hết nhớ rồi. Nhưng nó lụm cái gì đó là 35 đó. Tổng cộng 35 cái. Ừ. 9 cái. Rồi. Nếu hết thì chút xíu về nhà tổng kết cho bạn xem nha. Chứ con không có tổng kết gì đâu. Chuyện ký chuột sáng nay gì. Rồi, thôi mình xin tạm dừng tại đây rồi chút xíu về nhà. À, tạm kết lại buổi sáng nay cũng vậy chứ tối không. Trời sáng rồi nha các bạn. Mấy con ngỗng. Chào mấy con ngỗng buổi sáng nha. Anh em đi về thì anh em thấp quá. Dịch, chiếc dịch đâu đây giống như đẻ lan ngoài bờ luôn nè. 3 trứng, 5 trứng. Bên đây nữa nè. 7, 8. Trời ơi, dưới đó nữa kìa. Lưu lên. Bên đây nữa nè. Trời ơi, dưới lốc này một ổ đó kìa.
Con đó 2 trứng, 5 trứng. Rồi dịch gì đâu, để lại. Nhưng mà tao có kiếm gặp. Rồi thôi mình tổng kết đây luôn nha các bạn. 4 con với đây 3 con nha. Ở đây 4 con nữa chứ. Mấy con nó nhỏ. 8 con bạn ơi, chắc thôi mình thủ 1 ký thôi chứ hơn 1 ký. Chứ tới 2 ký rưỡi là ổ 1 ký rưỡi. 2 ký rưỡi chuột nha bạn. Bữa nay thắt quá trời, một ngày thảm bay. Thắt quá hả? Không có căng thường lệ cho bạn xem. Ôi, anh em mình chào các bạn clip buổi sáng này nha. Thắc quá gì các bạn, như cô dì chú bác anh chị em xem clip thông cảm, thì dính nhiều mình bấm máy quay cho các bạn nhiều đó. Cả nhà cũng có xem nhiều chục. Trời giấc này cũng sáng rồi các bạn ạ. Đổ quẩy không? Rồi xin chào hết cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và thành công trong mọi công việc.